Xin chào mọi người. Nay toàn thể bãi sẽ sửa lại một cái cọng xích đang có dấu hiệu bị cắt trúng đinh trúng đá đấy mọi người, để gắn lên trên con máy hút Vana ép thử. Thì con máy hút Vana này vòng tua của nó rất là cao, hút Vana 550 XP, thì dòng này thì chế điện tử. Đây là một loạt máy ép tin hàng mới về. Thì ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cản máy bãi để trên màn hình nha mọi người nhé. Bây giờ sẽ đi gắn lên máy thôi. Thì mọi người nhớ cái thao tác gắn xích thì hãy để cho xích ở một cái tư thế là trùng, căng trùng nó vừa phải thôi, đừng để cùng căng quá, cũng không nên để trùng quá. Thì mọi người siết ốc, lưu ý là siết vừa tay nhé. Đây mình dùng máy nhưng mà chỉ siết vào và phải siết lại bằng tay. Thì trước khi mọi người nổ máy lên thì hãy châm xăng vào, châm xăng đầy bình. Lưu ý là xăng có pha nhớt nhé, tỷ lệ nhớt như thế nào thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp toàn máy bãi sẽ tư vấn. Không ngoại trừ mọi người nên châm thêm cả nhớt bôi trơn lam. Thì nhớt ở đây thì toàn máy bãi đang sử dụng nhớt thải nhưng có lọc cặn bẩn đi rồi nhé, để tránh tình trạng là tắc bơm nhớt. Thì mọi người bơm xăng lên rồi kéo e giật nổ. Lưu ý là máy mà có xả áp thì mọi người phải nên xả áp nhé. Đấy mọi người, bây giờ mình sẽ test luôn thử trực tiếp ở trên những cái cây này luôn. Rất là ngọt mọi người nhé. Mình chỉ cắt 1/3 ga thôi. Dưới đây là có gạch mọi người nhé, có gạch nên là cắt ở cái đoạn này rất là phải lương tay chứ không là ai mà cắt hang quá là dễ chạm vào gạch hết, chạm vào gạch là hư hết xích, uổng cộng xích lắm mọi người. Như là toàn chỉ cắt 1/3 đến
bên dưới nó có gạch không mọi người?